Đấy, rồi quay chỉnh giao diện một chút này. Đấy, thực ra đang cái view này là cái phổ biến lực có sẵn này, cái nút cũng dùng cái phổ biến lực có sẵn, và việc sao bây giờ là chuyển sang nút data này. Có thể các em sẽ dùng cách thay thế đúng không, anh dùng thêm nhiều cách nhau nhé. Cái thật đời đấy anh. Để chuyển sang nút data thì các em sẽ dùng cách thông dụng hay cách thông thường hơn nhất, đó là mở nút data kéo cái button ra xong thay thế đúng không. Cái nút thay thế thì các em thể làm theo nhiều kiểu khác nhau. Xong máy chậm thế nhỉ. Không thì cần chuyển mỗi một cái button với cần view để đốt lên ba này mà. Cái nút kéo ra, cái nút ba này thì các em ý này, khi kéo xong tự động trong cái chương trình của mình sẽ tham chiếu tới cái thư viện này. Máy đơ quá nhỉ. Để tham chiếu thư viện bên trong này. Đấy. Và để chuyển cái sự kiện các em nhìn này, khi sang chỗ property của nó nhá, sau đó chuyển em chuyển sang event này, các em click vào chỗ click này, đây nó ra tất cả các sự kiện có nút kia, dùng nó thêm các em chọn vào thêm này. Đấy. Và giờ các em click nút lại cái nút này này, nó sẽ chọn những cái chỗ nút thêm, thấy chưa? Cái sự kiện này, còn nếu không các em không biết là chơi theo kiểu này nó hơi khó. Copy này, có thể một số em dùng cái kiểu nó copy này, sau khi đút vào đây đúng không, sau này khi đút vào cái chỗ form này này để copy paste vào cái nút kia đúng không, nhưng không cần phải như thế, các em chỉ cần chọn sự kiện nó, click thuộc tính của nó này, click vào thuộc tính này, sang chỗ cái nữa này, sang chỗ event này, các em chọn sự kiện click này này, thấy chưa? Đấy, thích cái nút này, nút click nó vào cái nào các em chọn nó, phương thức nó nữa tên này, click sang nút sửa đây này, thế giờ các em click nút về chuyển sang nút sửa luôn. Đấy, không phải copy nữa. Cái nút chữ khóa đi thì được, thực hiện còn mà. Nhưng chưa phải là cách khai. Cách khai các em chỉ cần nhìn đây này, chúng ta đổi cái khai báo của nó được. Để các em thay khai báo nhá. Và cái file đến đâu chúng ấy, tất cả khai báo tự sinh nó sinh trong cái file này. Để nhìn này. Nút thêm này, BTN đúng không? Đây này, BTN thêm này. Cái button, đây là cái button vừa kéo ra các em nhìn nó ghi là dev component này. Chấm nút ba này, chấm button x này, thì các em copy nguyên cái button x này là copy dev của nó nhá, copy này. Đấy. Và sau đó này, nhìn cái system.window.form.button, các em bôi đen hết cả những đoạn này, nhấn Ctrl H, paste cái dòng một copy lên xuống, rồi thay thế là thay thế cái system button này bằng dev button, các em tìm thử các bạn hoàn nào nhá, đấy. Thấy chưa? Đấy, thế. Bây giờ việc chúng ta chỉ cần click một nút là Release All thôi. Ở đây là có một form căn cơ như nhiều, giả sử các em có nhiều N form nhé, thì cần click tất cả các form này đấy hết. Sau đó các em quay về giao diện này. Rồi đó. Không phải xóa đâu. Nào khi mà chuyển thì có một số cái thuộc tính nó bị lỗi. Có nghĩa là có cái của cái bên này ở bên Windows mình thường nó có, số lớp 3 nó bỏ đi. Anh clear nhé. Lỗi. Chúng ta sẽ nhận được 9 lỗi, nhưng không phải lo lắng gì cả. Đây các em nhìn này. Ở bên cái button thứ 3 nó có thuộc tính là Take Image Lesson này, không có cái UC đi sổn tay, thì các em xóa, bôi đen xóa vào đấy thôi. Đó. Xóa này. Xóa này, hai lỗi đúng rồi. Đó. Image không có này. Xóa này thôi. Xóa này thôi. Nó có image nhưng có cái image căn này đó đi này. Rồi còn lỗi nào nhỉ? Còn hai lỗi đâu này. Đây. Even ở phần thêm này. Thấy chưa? Đấy của bên của bên Dota 3 thì nó đẹp hơn. Đây sự kiện hai nhìn khác luôn này. Nó phần nút nhá.
À, rồi còn cái phần mà đa tại vì là cái hiển thị dữ liệu này các em xem này, thì các em cần thay thế một cái phần khởi tạo thôi. Còn là sang cho đây thay thế lại này, data view này, giờ các em thay thế một cái của đất data nó sẽ có tên khác, cái chữ hơi bé không to này. Bên của đất data nó không ghi là data view này mà nó ghi là dev component này chấm đất data này chấm console này đấy, xong chấm data view. Cái của data thường thường thêm chữ x, ví dụ text box ở bên kia đòn text box không này, bên kia thêm chữ x này, text box x này, button x này, các em thêm chữ x cuối cùng ấy, xong như thế không? Data view x thấy chưa? Thế cái này thôi. Và các em copy cái đoạn này, tìm tới cái data view này trong này, cũng được comment thôi, tìm nó dùng ở đâu nhá. Rồi, chỗ này nó new khởi tạo này, khởi tạo đối tượng bằng new system window form view. Chúng ta bôi đen làm này, paste cái của đối data vào bằng cái definition đối data x và sau đó quay trở về giao diện. Đấy, thấy khác chưa? Rồi chạy đi các em thấy nó cái của đối data thì chúng ta hơn. Đó. Thấy không? Nó khác hẳn. Cái nút cũng khác này hả? Cái nút này hay rồi đúng không? Đấy. Cái này đẹp hơn mà. Nhìn nó chắc chắn hơn. Về nhà các em làm thêm cho cái form lớp để con điểm thi nhé, để buổi tới lớp bọn em học xong 3 lớp nên phải chắc cái phần này trước đi.